Việc Al Nassr chi đệm vì Bruno Fernandes hay Real Madrid được Kylian Mbappe hỗ trợ trong quá trình đàm phán chính là những cập nhật nóng hổi trên thị trường chuyển nhượng. Ngoài ra, chuyện Manchester United khẩn trương tìm huấn luyện viên mới hay tân thuyền trưởng Chelsea bị đội bóng cũ phàn nàn cũng sẽ xuất hiện ngay sau đây. Không để mất thêm thời gian của các bạn, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Al Nassr muốn nổ bom tấn Bruno Fernandes. Ít ai ngờ, đội trưởng Bruno Fernandes của Manchester United lại trở thành một trong những cái tên hot nhất trên thị trường chuyển nhượng thời điểm hiện tại. Ngoài được Bayern Munich theo đuổi tích cực, ngôi sao người Bồ Đào Nha còn nằm trong tầm ngắm của Al Nassr. Thậm chí đại gia Tây Á sẵn sàng gửi đến Quỷ Đỏ lời đề nghị khủng trị giá 128 triệu bảng. Thế nhưng chưa chắc con số khổng lồ trên đã khiến đội chủ sân Old Trafford lung lay, do rất khó để ông lớn nước Anh tìm ra cái tên đủ tầm thay thế Bruno Fernandes. Do vậy, triển vọng của thương vụ này vẫn là điều cần thời gian trả lời. Kylian Mbappe không làm khó Real Madrid trên bàn đàm phán. Real Madrid vừa chính thức chào mừng Kylian Mbappe bằng một clip cực chất trên trang chủ của đội bóng này. Dù chưa chơi trận nào cho câu lạc bộ mới, nhưng ngôi sao 25 tuổi đã lấy được lòng các fan nhờ vào các cập nhật liên quan đến quá trình đàm phán hợp đồng. Cụ thể, nhiều thành viên trong ekip của đội trưởng đội tuyển Pháp muốn gây sức ép để kênh kênh trắng chi trả một mức lương cao hơn. Thế nhưng chân sút sinh năm 1998 đã cự tuyệt phương án trên để gật đầu nhanh chóng với lời đề nghị từ phía Los Blancos. Vì vậy, đội chủ sân Santiago Bernabeu chỉ phải trả mức đãi ngộ vừa phải dành cho Mbappe, và thậm chí là con số này còn thấp hơn những gì mà cầu thủ xứ Lục Lăng nhận được tại Paris Saint-Germain. Đây có thể coi là cách mà thủ quân Le Bleu thể hiện thiện chí với tập thể xứ đấu bỏ, và giờ là thời điểm hai bên cùng nhau chinh phục những thành công mới. Manchester United tích cực tìm huấn luyện viên mới. Dưới sự chỉ đạo của Ineos thì phong cách đàm phán của Manchester United đã thận trọng và bài bản hơn rất nhiều. Theo đó, trước khi công bố giữ lại hay sa thải huấn luyện viên Erik ten Hag, Quỷ Đỏ đã tích cực liên lạc với ekip của nhiều chiến lược gia để dò hỏi về chuyện hợp tác. Nhiều khả năng nếu sáng cửa bổ nhiệm một ông thầy tên tuổi, đội chủ sân Old Trafford mới ra quyết định chia tay thuyền trưởng hiện tại. Ở viễn cảnh ngược lại, khi các lựa chọn chất lượng đều quay lưng, đại diện nước Anh sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào Erik ten Hag. Tất nhiên, chiến lược gia người Hà Lan muốn biết tương lai càng sớm càng tốt, và những ngày tới là dấu mốc tương đối quan trọng với tất cả các bên. Anh cùng Croatia đại thắng, Đức bế tắc trong trận giao hữu. Các trận giao hữu tiền Euro đã diễn ra đầy sôi nổi với nhiều kết quả trái ngược. Cụ thể, với dàn sao đang vào form, Anh dễ dàng đè bẹp Bosnia và Herzegovina 3-0 nhờ các bàn thắng từ Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold cùng với Harry Kane. Bên cạnh đó, một tập thể khác cũng có được chiến thắng đậm đà là Croatia với màn hủy diệt Bắc Macedonia với tỷ số tương tự. Trái ngược với những kết quả vừa nêu là màn trình diễn kém duyên của tuyển Đức trước Ukraine. Dù hoàn toàn lấn lướt đối thủ và có cho mình gần 30 cú sút, Diemann Schaff lại chẳng thể có nổi bàn thắng và đành chấp nhận trận hòa không đều. Rõ ràng huấn luyện viên Julian Nagelsmann còn rất nhiều thứ phải làm nếu muốn đưa những cỗ xe tăng lên ngôi ở Euro sắp tới. Mourinho chơi đẹp với AS Roma. Dù bị AS Roma sa thải và phải chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ trong phần tiếp theo của sự nghiệp, nhưng huấn luyện viên Jose Mourinho vẫn dành sự tôn trọng lớn cho đại diện nước Ý. Minh chứng cho luận điểm trên đến ở việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tuyên bố không muốn rút ruột đội bóng cũ bằng cách chiêu mộ Dybala và Lukaku. Rõ ràng dù cống hiến cho tập thể nào, người đặc biệt vẫn có cách cư xử thể hiện cá tính rất riêng. Tân huấn luyện viên Chelsea mất lòng đội bóng cũ. Enzo Maresca đã chính thức được Chelsea công bố là tân huấn luyện viên trưởng. Một trong những lý do giúp chiến lược gia người Italia nhận đánh giá cao là thành tích giúp Leicester City giành quyền quay trở lại giải ngoại hạng. Thế nhưng chính bày cáo mới đây đã thể hiện sự khó chịu với Enzo Maresca, do ông thầy 44 tuổi quá dứt khoát trong việc chia tay đội chủ sân King Power để chuyển sang tập thể tham vọng hơn. Thậm chí, Enzo Maresca còn mang theo phần lớn ban huấn luyện Leicester City đến đội bóng mới. Tất nhiên, khả năng thành công của chiến lược gia xứ Mì Ống tại đại diện thành London vẫn còn là ẩn số. Cristiano Ronaldo muốn Al Nassr chiêu mộ David De Gea. Những diễn biến sôi động của thế giới bóng đá khiến cho nhiều fan quên mất việc thủ thành David De Gea vẫn đang là cầu thủ tự do. Được biết, trong những ngày gần đây, người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo đã thúc giục Al Nassr chiêu mộ ngôi sao xứ đấu bỏ. Đây là lựa chọn đáng để đại gia Tây Á cân nhắc, do cựu cầu thủ Manchester United là cái tên đã chứng minh được năng lực. William Saliba thất thế ở tuyển Pháp. Dù là trụ cột quan trọng tại Arsenal, nhưng William Saliba chưa bao giờ xây dựng được chỗ đứng vững chãi khi cống hiến cho đội tuyển Pháp.
Thậm chí trước khi Euro khởi tranh, giới báo chí đã làm rõ chi tiết rằng Ibrahima Konate và Dayot Upamecano mới là bộ đôi trung vệ được ưu tiên của huấn luyện viên Didier Deschamps. Do vậy, thời gian thi đấu của William Saliba sẽ bị hạn chế và cầu thủ xứ Lục Lăng sẽ cần rất cố gắng để xuất hiện nhiều hơn ở sân chơi danh giá nhất châu Âu. Aaron Ramsdale được ba ông lớn quan tâm. Dù đánh mất suất bắt chính vào tay của David Raya, nhưng Aaron Ramsdale vẫn là cái tên rất hot trên thị trường chuyển nhượng. Hiện tại, ngôi sao người Anh được ba câu lạc bộ tên tuổi là Chelsea, AC Milan cùng với Newcastle đưa vào tầm ngắm và sẵn sàng chiêu mộ. Bản thân cầu thủ người Anh cũng làm rõ ý định ra đi để được thi đấu nhiều hơn. Do vậy, vấn đề chỉ còn nằm ở việc tập thể nào trong số những cái tên vừa nêu đưa ra lời đề nghị đủ ấn tượng với Arsenal. Manchester United và Liverpool cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng. Cùng muốn nâng cấp hàng thủ nên Manchester United và Liverpool đã sớm đụng độ ở phiên chợ hè. Hiện tại Quỷ Đỏ cùng với The Cop đều đặt trung vệ Gonçalo Inácio của Sporting Lisbon vào tầm ngắm và đã sẵn sàng gửi đi những đề nghị chất lượng. Cũng phải nói thêm rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu euro và đây không phải là thử thách quá lớn cho những ông lớn của bóng đá Anh. Vì thế, Manchester United cùng với Liverpool cần phải hành động khẩn trương hơn nếu không muốn nhìn mục tiêu tiềm năng khoác áo đại kình địch. Bayern Munich hy vọng giữ chân thành công Alphonso Davies. Sự hồi sinh của Ferland Mendy khiến Real Madrid không còn quá mặn mà với Alphonso Davies. Dù nhận nhiều đồn đoán từ báo chí, thương vụ trên đã đóng băng được vài tháng và có nguy cơ đổ bể. Ở chiều ngược lại, ngôi sao người Canada lại nhận hàng loạt lời đề nghị gia hạn từ phía hùm xám xứ Bavaria. Thậm chí các cuộc đàm phán gần đây đã diễn ra tích cực và cởi mở hơn trước. Vì vậy, khả năng Davies gác lại giấc mộng sang Real Madrid để tiếp tục cống hiến cho Bayern Munich là hoàn toàn có thể xảy ra. Barcelona khoanh vùng hai ưu tiên trong phiên chợ hè. Sau khi mùa giải bết bát thì Barcelona đặt rất nhiều kỳ vọng vào tân huấn luyện viên Hansi Flick. Tất nhiên, ông lớn xứ đấu bò cũng sẵn sàng bạo chi trên phiên chợ hè để nâng cấp đội hình với những mục tiêu sớm được khoanh vùng. Cụ thể, Joshua Kimmich cùng với Nico Williams là hai cái tên đang được Blaugrana dồn toàn lực để chiêu mộ càng sớm càng tốt. Thậm chí, chính giám đốc thể thao Deco sẽ giám sát hoạt động chuyển nhượng của bộ phận chuyển nhượng tại các thương vụ trên. Vì thế, những cu lê hoàn toàn có thể kỳ vọng vào việc những ngôi sao sớm xuất hiện tại ông lớn xứ đấu bỏ. Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Rõ ràng khi mùa giải kết thúc thì cũng là lúc các đội bóng xuất hiện nhiều biến động khó tin với người hâm mộ. Do vậy đừng quên trở lại đây vào ngày mai để biết được những cập nhật tiếp theo về làng túc cầu. Còn giờ thì xin chào và chúc mọi người có ngày mới thật hứng khởi và nhiều niềm vui.